Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với tin tức mới. Ngày hôm nay có thông tin gì hấp dẫn mà không thể bỏ qua? Ngày bây giờ hãy cùng mình theo dõi nhé. Lê Quyên lần đầu công khai ảnh bên tình trẻ tin đồn giữa nghi vấn hẹn hò. Mới đây, Lê Quyên đã có cuộc tụ tập cùng với bạn bè nhân dịp Giáng sinh. Đáng chú ý, trong hình ảnh đứa ca sĩ đăng tải lên trang cá nhân, tình trẻ tin đồn Lâm Bảo Châu của cô cũng có mặt. Không những vậy, anh chàng còn ngồi bên cạnh Lê Quyên, đây cũng là lần đầu tiên, nữ ca sĩ công khai hình ảnh chụp chung với tình trẻ tin đồn lên mạng xã hội kể từ khi cả hai vướng nghi vấn hẹn hò. Trước đó Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên cũng không ít lần tung thính khi đăng tải story hình ảnh cùng một thời điểm, địa điểm. Sau khi ly hôn chồng cũ, Lệ Quyên cũng nhiều lần bị bắt gặp đi cùng tình trẻ tin đồn, được anh chàng đưa đón mỗi khi đi diễn. Điều này khiến công chúng không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn liên tục khẳng định đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Cô cũng không ngại khoe những hình ảnh gợi cảm, quyến rũ gây chú ý lên mạng xã hội. Lệ Quyên và tình trẻ tin đồn Lâm Bảo Châu đang là cặp đôi đang gây chú ý nhất nhì showbiz Việt. Thời gian gần đây, cặp đôi chị em liên tục có những màn thả thính qua lại một cách công khai trên mạng xã hội. Vừa qua, Lê Quyên hé lộ một câu chuyện về món quà Giáng sinh khiến netizen thêm khẳng định chắc nịch về chuyện hẹn hò của cô và năm người mẫu trẻ tuổi. Cụ thể, Lê Quyên tỏ ra vô cùng hạnh phúc, đúng chuẩn người phụ nữ đang sống trong tình yêu khi khoe được một người âm thầm chuẩn bị trang trí nhà cửa đón Giáng sinh để gây bất ngờ cho cô. Có người đã âm thầm từ rất sớm làm tất cả để dành sự ngạc nhiên cho em ngủ dậy, mở cửa phòng, bước ra ngoài và thấy những ấm áp yêu thương này, em như đứa con nít được quà vậy. Lần đầu tiên trong đời em có cảm giác này. Thế là Noel đến sớm trong thế giới bình yên của em. Cảm ơn bạn. Chúc mọi người mùa Noel ấm và ngọt từ trong tim như em nhé. Love. Lệ Quyên chia sẻ, dù không chỉ đích danh nhưng dân tình ai cũng đoán nhân vật mà Lệ Quyên đang nhắc tới không ai khác chính là Lâm Bảo Châu, bởi ngay dưới phần bình luận, Lâm Bảo Châu đã có luôn động thái thả hoa kèm lời chúc giáng sinh. Sau khi lộ 7749 hunt hẹn hò, hiện netizen chỉ còn chờ đợi một lời xác nhận chuyện tình cảm của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên hạnh phúc khi được một người tự tay trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị quà giáng sinh đầy bất ngờ cho cô. Lâm Bảo Châu liền có động thái thả hoa dưới dòng trạng thái của Lệ Quyên. Netizen cho rằng Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang dần công khai chuyện hẹn hò. Lâm Bảo Châu còn tháp tùng kề cận Lệ Quyên ở nhiều sự kiện. Cả hai đang là cặp đôi chị em được quan tâm nhất nhì Vbiz. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tin tức mới. Đừng quên nhấn like, share và bật theo dõi kênh để luôn luôn cập nhật những thông tin hấp dẫn đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.